Đá phạt góc nữa dành cho đội chủ nhà. Số lượng những tình huống phạt góc của họ là vượt trội so với đối phương. Đá phạt góc của anh Tài. Bóng lên bóng. Không được. Phải. Đó là bàn thắng sau bàn tỷ số. Và đó là kết quả xứng đáng sau những nỗ lực ở những phút vừa qua của BKMX Bình Dương. Bộ bóng lộn xộn trong khu vực 16m50 và người ghi bàn là Hồ Tuấn Tài. Niềm vui đến với các cổ động viên của BKMX Bình Dương. Cuối cùng thì sau rất nhiều sức ép, đội bóng áo xanh cũng đã có được bàn thắng gỡ hòa. Bóng lập bập và toàn bộ hệ thống phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai đã lâm vào tình trạng rối loạn. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng sau bàn tỷ số. Một pha đưa bóng vào ở tầm thấp của anh Tài. Tới tình huống điểm thứ hai của Hồ Tấn Tài thì mọi thứ đã không nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Bỉu Ngọc cùng với các đồng đội. Đây là niềm vui của ban huấn luyện câu lạc bộ BKMX Bình Dương và màn ăn mừng quen thuộc của Hồ Tấn Tài.